Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Nam Liên, xã Diễn Kim, Diễn Châu, gia đình chị Ngô Thị Phượng có một không gian dành riêng cho việc làm thêm tăng thu nhập. Gia đình bao đời nay là diêm nghiệp, gắn bó với hạt muối mặn mòi. Nhưng vào mùa đông, cánh đồng muối không thể sản xuất. Vậy nên, đan lưới bán cũng là một cách tăng nguồn thu cho gia đình. Cùng làm việc trong không gian ấy, có cụ Nguyễn Thị Sâm là mẹ chồng chị Phượng và cậu con trai út của chị là Bùi Trung Hoàng. Tết này, cụ Sâm tròn 75 tuổi. Nhưng cụ còn minh mẫn, lại là nguồn động viên lớn cho con dâu và các cháu khi con trai cụ là thiếu tá Bùi Văn Ngãi đang công tác ở đảo Trường Sa. Người dân ở Nam Liên khi nói đến gia đình anh Bùi Văn Ngãi còn nể phục bởi sự tần tảo, chịu thương, chịu khó của cụ Sâm, của chị Phượng và các con. Nhờ tấm lòng của bà, của mẹ nên những đứa con của anh Ngãi, chị Phượng trở thành những tấm gương hiếu học ở xã Diễn Kim, Diễn Châu. Hai chị em sinh đôi là Bùi Thị Hiền và Bùi Thị Thảo đều là những học sinh, sinh viên xuất sắc. Hiền và Thảo đều đang là sinh viên năm thứ ba của hai trường đại học danh tiếng ở Hà Nội là Trường Đại học Luật và Trường Đại học Thương mại. Cậu con trai út Bùi Trung Hoàng noi gương hai chị gái là học sinh giỏi của lớp 12 chuyên toán ở Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 4. Để cho con nó yên tâm ở ngoài đảo, để cho nó phục vụ cho Tổ quốc, cho Đảng, cho dân. Con ở nhà mẹ thì cố gắng thì tích cực thì làm để tham gia cho các cháu thi học ở đây đủ. Chia tay với gia đình chị Ngô Thị Phượng, chúng tôi tìm đến gia đình ông Cao Bá Quế ở xóm 12 xã Diễn Lộc, Diễn Châu. Nổi bật nhất trong ngôi nhà nhỏ là bông hoa bảng vuông được treo trang trọng. Đó chính là một trong những biểu tượng của Trường Sa. Trong không gian ấm cúng của ngày cuối năm, có vợ chồng ông Cao Văn Quế, bà Cao Thị Trình là bố mẹ chồng của chị Phan Thị Lương. Mọi người cùng quây quần vui vẻ cùng đứa trẻ hơn 6 tháng tuổi. Đó là bé Cao Văn Minh Thức, con trai thứ hai của thiếu úy Cao Văn Bá và chị Phan Thị Lương. Thiếu úy Cao Văn Bá hiện đang công tác tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Lần gần đây nhất anh Bá đi phép là hồi tháng 9 năm 2013. Rồi có thêm thằng cu thứ hai này. Đến nay, anh cũng chưa biết mặt con. Tuy nhiên, điều làm anh yên tâm là ở quê nhà, anh có một hậu phương vô cùng vững chắc và đang thực sự có một Trường Sa đầy đặn, ấm áp ở đất liền. Con tôi thì nó bây giờ hẳn là ở ngoài đảo đã lâu năm rồi, nhưng mà nó thực ra thì gia đình cũng rất tự hào vì tôi cũng có một đứa con đây, là ngày đêm mấy năm liền là coi như ở ngoài đảo, là bảo ở ngoài biển, là bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, của Việt Nam mình. Vì đó là cũng một trách nhiệm, là người cha cũng như người con phải là có trách nhiệm để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Nếu như biển đảo của Tổ quốc không yên ổn thì gia đình mình cũng không yên được và cũng không yên là an tâm được. Trở lại gia đình chị Ngô Thị Phượng, chúng tôi đã được chứng kiến những phút giây ấm áp giữa Trường Sa với đất liền. Trường Sa thật gần. Alo anh à. Anh ở ngoài có khỏe không ạ? Anh gặp bạn đổi nhé. Nhà anh có ba ở đây mà. Anh gặp bà, anh nói chuyện với mẹ nha. Dạ. Alo, bố Ngãi. Kinh gì? Này, bữa nay cũng bình thường thôi. Mắt bữa nay cũng tính cũng dòm nước rồi, dòm đập xa rồi. Rồi cũng tính rồi. Thì chưa tình hình nhờ thì mẹ cũng chúc sức khỏe anh em ở ngoài kia là cho mạnh khỏe. Tết năm nay là không về được,
là ở nhà chứ mà thì ở nhà con cái ở nhà nó cũng học hành, thì cũng chăm dạy các con các cháu về cố gắng để học cho nó tròn nhiệm vụ, cho nó tài nguyện, cho nó được, để cho bố là cũng yên tâm là làm cho đảng, cho dân, cho tổ quốc. Thì ba giờ cũng không làm được gì đâu, nhưng mà giờ cũng có đi đi lại lại với con với cháu vậy đó thôi. Chúc cho anh em ở ngoài cho mạnh khỏe nha, ăn Tết cho vui vẻ nha.